Tôi cũng xin phép các bạn, hôm nay tôi mắt tôi nó bị đau, bị mới mổ, phép tôi đeo kính. Cái thứ hai nữa là các bạn chỉ tập trung vào chuyên môn thôi, còn ngoài những cái việc gì là tôi không trả lời nhé. Sau đây là phần phỏng vấn huấn luyện viên Bùi Dương, xin mời câu hỏi. Ông đánh giá như thế nào về trận thua hả? Thật ra thì trước hết tôi xin chúc mừng đội bóng đá Hà Nội, họ chơi rất là tốt, nhưng mà đối với tôi trận banh này đúng ra là tôi sẽ hòa, nếu mà trọng tài thổi rất là bất lợi của tôi. Tôi chấp nhận cuộc chơi, nhưng mà đổi cái trận vừa rồi cũng vậy, tôi không nói tới trận hôm nay. Tôi nói bóng đá là cái cuộc chơi mà làm như vậy thì cầu thủ chúng tôi rất là ức chế. Tôi chỉ nói vậy thôi. Ông đánh giá tình huống nào trọng tài? Rất là nhiều, mà tôi không nói ra thì các bạn nhìn các bạn cũng thấy rồi. Tụi tôi phản ứng là cái gì cũng có lý do gì tụi tôi mới phản ứng, chứ không phải là bóng đá. Tôi chấp nhận cho cầu thủ trẻ là tất cả, nhưng tôi chấp nhận thua. Nhưng mà thua cái gì đó, tinh thần tôi đá rất là tốt, cầu thủ tôi hôm nay chơi rất là tốt. Đá từ đầu tới cuối cầu thủ tôi thể hiện trên sân. Tuy đá yếu hơn nhưng mà tôi vẫn phòng ngự kiên cường. Bây giờ phút cuối chúng tôi thua. Đó. Cái nữa là tôi nghĩ tôi không phục là chỗ chúng ta nó thổi kiểu đó. Làm như thế thì cầu thủ tôi rất là chế. Không phải thua là tôi đổ lỗi đó, giờ tôi chưa bao giờ đổ lỗi trọng tài. Đá Hà Nội thua là cái chuyện bình thường. Nên cầu thủ toàn là cầu thủ giỏi. Đội của ông thắng tiếp theo thắng Sài Gòn và hôm nay có một trận đấu không hề tệ, muốn suýt thắng Hà Nội 3 đội dẫn đầu ấy, tại sao lại có vẻ như là cái tham vọng mục tiêu của Bình Dương thắng giải năm nay là cao hơn một chút. Các bạn thấy tôi cũng từ đầu những trận đấu trước tôi cũng trả lời các bạn, tất cả cầu thủ chúng tôi vô sân là phải thi đấu hết mình, kể cả thắng thua hay là gì, tất cả những em, kể cả hôm nay tại mật độ rất là dày, chúng tôi không cho mấy em trẻ vô thi đấu nhiều để mình thay đổi, có thể về tới sân nhà tôi chuẩn bị đá với Hà Tĩnh, chúng tôi sẽ thay đổi mấy em trẻ vô đá làm sao để cho em cọ sát và đá không để thua rất là nhiều, thua nhiều bàn thì đâm ra khán giả ta cũng chán, nhưng mà chúng tôi sẽ tập trung thi đấu cho thật tốt. Đấy, chúng phải là tôi mục tiêu tôi vẫn còn ra đây, tôi đã hai trận sân này tôi cũng phải cố gắng tìm điểm chứ, nhưng mà trận rồi tôi thua 1-0, tới trận này thua phút cuối tôi cũng rất là tiếc. Những năm vừa qua thì ở Bình Dương không còn là một cái thế lực quá lớn quá mạnh giống như thời kỳ đỉnh cao ấy. Ông là một người gắn bó Bình Dương lâu rồi, liệu rằng là cái kế hoạch mình tạo điều kiện cho đủ trẻ trong 3 năm nữa thì mình sẽ có thể. Thật ra thì bóng đá thì mình kết hợp nó đào tạo lâu dài, thì các em hiện bây giờ các em đã từ từ dần chín mùi như chỗ Tiến Linh, Trọng Quy hay tất cả mấy em như chỗ Tài rồi về thì kết hợp nhau đó, thì 1-2 năm nữa chúng tôi sẽ các em sẽ trưởng thành lên và có một mấy em trẻ đưa lên nữa thì tụi em tốt thì mình sẽ đầu tư vô. Đội Bình Dương không thể nào mà không tham vọng vô địch được, vậy bây giờ trẻ thì phải mình phải làm sao cho tụi em bắt đầu từ từ năng nhì dần, như các bạn thấy Hoàng Gia Lai một lứa rất là tốt mà tới giờ này thì cũng nằm trong tốt thôi. Tức là trong khoảng 2 năm nữa Bình Dương sẽ trở lại. Thật sự thì 2-3 năm nữa thì tất cả mấy em nó lớn lên dần dần thì chúng tôi sẽ Bình Dương sẽ đầu tư, sẽ họ sẽ có cái sự cạnh tranh tất cả các đội khác. Tôi muốn hỏi một câu về Tô Văn Vũ. Ông đánh giá như nào về khả năng của Tô Văn Vũ cũng như là cái tinh thần thủ lĩnh của Tô Văn Vũ? Và nếu như có một lời đề xuất cho huấn luyện viên Park Hang-seo thì ông có đề xuất cho Tô Văn Vũ không? Thật ra vừa rồi thì cái lượt đi thì tôi cũng có nói rồi, em Vũ là hiện giờ em đang trưởng thành dần dần và không phải là từ trong sân cỏ, mà kể cả em là đội trưởng đầu tàu, em với diều dắt thì kể cả trong tập luyện em rất là tốt. Thì tôi nghĩ nếu mà có điều kiện thì ông bác sẽ để ý tới Vũ cho em cái cơ hội, vừa rồi cơ hội lên mà em đã bị chấn thương thì lần này tôi nghĩ nếu mà có gọi thì tôi nghĩ sẽ gọi lên cho một cơ hội. Đang nói khá nhiều về cầu thủ trẻ, anh nói về kinh nghiệm như là một trận thực tập ngày hôm nay một người suýt chút nữa lại gọi em về một ba điểm cho Bình Dương, có đánh giá sao mà chúng ta này? Em nói là hôm nay thì một trận thực tập đã có một mặt xuất sắc để mà suýt nữa chỉ thêm một ba điểm cho Bình Dương, có đánh giá sao về một trận thực tập này? Nói thật ra thì em Cường thì kinh nghiệm rồi, em lớn tuổi trong đội em rất là kinh nghiệm, bởi vì
cái nút chặn cuối cùng là tôi cũng rất là quan trọng. Nhiều khi có thể là xây thay đổi những vị trí khác mà thủ môn thì như vừa rồi tôi cũng tạo điều kiện cho Vũ trận Quảng Ninh em chơi rất là tốt, nhưng mà bóng thủ môn thì mình không thể nào thay đổi nhiều được. Cái đặc thù thủ môn là nó sợ xảy ra nó dẫn đến bàn thua đó. Thì ra chỗ em Cường là tôi nghĩ em một người cầu thủ rất là điềm đạm, chuyên xuyên cần tập luyện, nhờ cái thành quả hôm nay cũng nhờ cái sự tập luyện của em. Ở hiệp 1 thì một người cũ của Bình Dương đã tấn tài suýt chút nữa khiến cho Bình Dương phải nhận bàn thua sớm, thì ông đánh giá nào về cái màn thể hiện trong 10 phút mà anh ra có mặt trên sân? Ông thật ra tấn tài thì tôi miễn bàn thì tấn tài, về tấn tài em cái về nói về cái ở với tôi cũng rất là nhiều năm ha, em tập kiện cần cù siêng năng rất là tốt em, cái cách chơi của em, bởi vì tôi nói các cầu thủ trẻ nhìn chỗ tấn tài ha, anh Trường và anh Đức là em học hỏi để mình vươn lên. Những anh đó là những người ta giờ tới 30 mấy tuổi mà giờ người ta vẫn còn chạy, lý do vì sao? Cái đó là ta chuyên cần tập luyện từ nhỏ, thì mình làm gì được điều đó thì mình phải theo mấy anh đó mà để mình tương lai mình trưởng thành. Ông có tiếc không khi mà trong đội hình của mình không có được tấn tài? Cái thật ra thì cái đó là chỗ chỉ đạo của lãnh đạo, người ta không ký hợp đồng nữa, chứ ban huấn luyện tôi thì cũng lúc nào cũng rơi vòng mở trong tay của chỗ tấn tài. Người ta bây giờ ta chỉ muốn đào tạo trẻ, tôi rất là tiếc. Anh xin cảm ơn anh chị.